Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh quay và gửi tới quý vị một căn nhà 5 tầng tại Hà Đông. Với căn nhà này thì là ô tô vào tới tận cửa, nhà xây mới hoàn toàn, hướng nhà là hướng Đông Nam, diện tích 30m², thiết kế 5 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Đường ngõ thực tế trước nhà khoảng tầm được 3m, công năng sử dụng của ngôi nhà rất chi là hợp lý, 3 phòng ngủ siêu rộng. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế công năng ra sao? Với toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà được chủ đầu tư ốp gạch. Căn nhà này vị trí của nó thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, Chương Mỹ, đi làm ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc là đi làm ở cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Từ vị trí ngôi nhà này gần với Ủy ban nhân dân phường Yên Nghĩa, gần với cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương, gần với lại Đại học Phenica, gần khu đô thị Đô Nghĩa. Và căn nhà này thì sổ đỏ chuẩn chỉnh, nhà xây mới vừa hoàn thiện xong và đang trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, những khâu cuối cùng là quý vị có thể dọn đồ về ở. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Phần hoàn thiện cơ bản đã xong hết 100% rồi quý vị nha. Phần gạch lát nền, phần sơn, thiết bị vệ sinh 100% xong hết. Sáng mua, chiều về ở, sổ sẵn sàng giao dịch. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị. Một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Rồi là ở phần tầng 1 thì chủ nhà lắp cho quý vị một chiếc quạt trần. Gạch lát nền màu trắng, gạch vân đá và kích thước gạch 60-60. Đấy, thiết kế. Đây còn một chút vấn đề dọn dẹp vệ sinh này nữa là xong hết mọi người nha. Căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà đầy đủ những cái tiện ích trên thì nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 1 km quay đầu thôi. Đây là phần không gian phòng bếp mọi người ạ. Đây là phần khu vực để tủ lạnh. Còn toàn bộ tủ bếp thiết kế là gỗ MDF lõi xanh chống cong vênh, cũng như là độ bền của nó tầm 10 đến 12 năm đấy mọi người ạ. Và xung quanh bếp thì được ốp kính ốp bếp, chậu rửa vòi rửa, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ. Với cái tủ bếp này thì chủ nhà thiết kế rất đầy đủ, lên trên tới tận trần rất là thoáng, rất là sạch, màu sắc thì rất là sáng sủa, như là tinh tế mọi người ạ. Với cái tông màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, màu sơn, rồi là màu tủ và màu gạch, nó rất là đồng nhất với nhau. Với cái màu sắc như này thì nó phù hợp với tất cả các độ tuổi cho quý vị sử dụng. Thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 1 đây nữa, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà này vị trí thuộc quận Hà Đông cho nên là hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ cho quý vị hết mọi người nha. Ngăn cách giữa cầu thang, phòng khách, phòng bếp thì ở chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC. Tay vịn cầu thang thì thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể tầng 1 của ngôi nhà, đường, hướng, vị trí, ngõ thực tế trước nhà khoảng tầm hơn 3m, rộng rãi, ô tô vào tận cửa, hướng nhà là hướng Đông Nam. Quý vị nào đang tìm hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả. 100% sổ sách rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu nhé. Mời người theo em lên tầng 2 của ngôi nhà. Có ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ master, một phòng ngủ siêu rộng, một phòng vệ sinh đây. Đây là phần phòng ngủ mọi người nha, vuông vắn. Phòng ngủ thì được thiết kế sàn gỗ, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, vuông vắn, thiết kế đầy đủ cho quý vị hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, thoáng, tự nhiên. Hướng nhà Đông Nam thì rất là mát. Phòng ốc vuông, dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần phòng ngủ tầng 2, tương đối là rộng, đầy đủ hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá. Đây, quý vị có thể nhìn thấy gương mỹ thuật đó. Tương đối là hợp lý. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng, cửa phòng ngủ thiết kế cho quý vị là cửa gỗ và vân tay mọi người nha. Đây. Với đặc biệt ngôi nhà này thì chủ nhà thiết kế cửa là khóa vân tay, không phải chơi khóa số nữa. Đây, mọi người có thể thấy này, khóa chìa nữa, rất là hợp lý. Mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ.
Nếu như mà mọi người tinh mắt ra thì có thể nhìn thấy tầng 2 với tầng 3 nó khác nhau một chút về ô cửa sổ thôi. Đây, với tầng 3 thì cửa là mở hẳn ra ngoài. Thoáng, đây. Còn tầng 2 thì chỉ để cửa sổ lửng thôi mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led lắp đặt đầy đủ xong hết. Sàn gỗ lắp các phòng ngủ. Phòng rất là rộng, vuông vắn. Quan trọng là vị trí đi lại và tầm tài chính của quý vị nó có phụ thuộc nó sẽ phụ thuộc vào quãng đường đi, phụ thuộc vào vị trí bất động sản. Đó. Với cái giá bán nó quyết định lên xem là mình có thể cân đối tầm tài chính đấy, mình mua được ở đâu, công năng sử dụng hài hòa với gia đình mình hay không. Nói chung là Ngọc Ánh luôn luôn review kỹ càng cụ thể cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên các tầng để quý vị có thể xem ngôi nhà này, cái thiết kế của nó có phù hợp và cái giá bán nó có phù hợp với lại gia đình mình hay không. Quỹ căn của bên nhà tốt thì còn rất là nhiều, tuy nhiên vị trí nó ở đâu thôi. Mời người theo em lên tiếp theo tầng 4 của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng tầng 4 của ngôi nhà với 5 tầng, tầng 2, tầng 3, tầng 4, thiết kế công năng cho quý vị. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh, xung quanh dân cư đông đúc. Với ngôi nhà này nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên không phải là ngõ thông nha mọi người. Và ô tô thì vẫn vào tận cửa, nó chỉ cách có 20m là ra tới trục đường to, trục đường chính đi lại ở trong cái khu vực này. Hai ô tô tránh đấy ạ. Đấy. Tầng 4 đây, thiết kế công năng sử dụng tương tự tầng 2, tầng 3. Rộng, thoáng. 3, 4. Và tầng 5 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng ra sao thì mời quý vị đừng rời mắt khỏi video. Tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Ở trên tầng 5 có một ô giếng trời để lấy thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, trên tầng 5 là thiết kế một phần phòng thờ riêng của ngôi nhà. Nhỏ nhắn, hợp lý. Phần còn lại, sân phơi. Siêu rộng. Đây. Đây là phần còn lại ạ. Rộng, thoáng vô cùng. Quý vị muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho hộ gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.